Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh AI Video. Thì bây giờ mình sẽ hôm nay là chiều cũng mát cho nên mình sẽ có một bé thỏ, mình sẽ dẫn bé thỏ mình đi ra ngoài công viên cho bé thỏ nó ngồi nó chơi ăn cỏ chạy nhảy à. Rồi đây. Không ăn. Chị ăn lá non thôi. Thỏ mình tên là Bơ nha. Này, mình cho nó ăn bông. Cái bông cỏ này nó ăn. Nó ăn tạp nha, cái gì nó cũng ăn hết trơn á. Đây mình sẽ đi bắt con nó rồi cậu. Thỏ mà như bò vậy, cái giống gì nó cũng ăn hết trơn. Thỏ mà rau củ cơm cũng ăn. Nó tên là Bơ nha mọi người. Đấy. Nó rất là ngáo. Đây người ta nói chỉ có chó nó ngáo thôi mà thỏ thì nó cũng ngáo luôn. Đó. Rồi chạy đi à. Đi đấy nè. Đi nó đi còn không đi là nó không đi à. Nó rất là ngáo này. Xuống đây. Đó. Thấy không? Đó, nó nhảy phóng là tưng tưng vậy đó. Tự phóng vô ba lô. Không nằm ngoài là sẽ tự vô ba lô nằm nha mọi người. Bé này còn nhỏ. Bé Bơ ngáo. Nó đi á, nó ở trong nhà nó không chịu, nó cứ phóng ra vô lại mấy cái hồ nước á, xong rồi á cho chân nó ướt xong rồi cái nó đi ra ngoài. Đi ra ngoài cho cái chân nó dính đen thùi lùi chơi. Tự biết vị trí của mình cho nên đi vào. Dạ đại ca, cái gì giọng ca vàng trong sớm đi vào. Nhạc sen một bên hết đi nè. Ừ, đúng rồi. Nằm xuống. Nằm xuống nha. Nó nằm tối nó nằm á, nó nằm cái giò đó, gật phóng gật phóng gật. Ngáo. Em rất là tỉnh luôn. À, con mặt em gần ngu ngu quá. Thế đó người ta lấy giống cá mặt ngu, nó y ra như cá mặt hùi. À, rồi đi ra đi. Phóng ra. Trời ơi chạy. Chạy đi Bơ.
vốn nó rất là im nha, không có quậy. Nếu nó làm em ru rồi nó rảnh nó tay nó ra đấy. Đây là bộ đồn à, mua không có đồ chạy nó cho nên là phải mua đồ nhỏ hơn. Ơi lộn, phải tự cắt cho mặt chứ không mua nha. Đây mấy nè, đó nằm ngay kìa, đi đi thấy đó kìa, nhìn từ trên giống giống như một con cừu đây nè. Nó thì bà nội đi lại đây nè, đây kìa thỏ chứ lỗ tai nó làm như nó vô tội lắm vậy. Đây kìa nè. Kiến không mà nè. Chỉ ăn phần non thôi nha. Tôi bước hết cỏ non cho mẹ ăn rồi cỏ sao nó nghe. Đi đâu? Thì vừa rồi em cũng đã dẫn con bé bơ của em đi ra ngoài công viên cho nó đi dạo buổi chiều rồi hả mọi người. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo. Bye bye. Yeah, kiến cắn.